Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 18 tháng 3 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn phòng chống lây nhiễm COVID-19 khi có F0 điều trị tại nhà. Việc sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị COVID-19 một cách tùy tiện khiến thị trường các loại sản phẩm này khó kiểm soát. Xã Liêu Xá, địa phương đầu tiên ở huyện Yên Mỹ, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc với các huyện, thị xã, thành phố. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới năm 2022. Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi ban hành các đề án về phát triển các vùng trồng cây ăn quả tập trung, áp dụng quy trình Việt Gáp, xây dựng và phát triển hệ thống giao thông đường bộ, thành lập thêm 3 cụm công nghiệp với diện tích gần 200 ha. Đang cùng với nhà đầu tư chi trả tiền thu hồi đất và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp sạch số 5 và cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ, cụm công nghiệp Văn Nhuệ. Tập trung đôn đốc các đơn vị thi công một số tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh. Tại buổi làm việc, huyện Ân Thi kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ huyện đầu tư để giải phóng mặt bằng một số tuyến đường giao thông trọng điểm đang thi công và sắp triển khai. Lựa chọn các nhà đầu tư lớn có hàm lượng công nghệ cao đầu tư vào huyện để thúc đẩy công nghiệp phụ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động, đầu tư công trình văn hóa lịch sử của huyện, bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho 9 công trình với nguồn kinh phí hơn 400 tỷ đồng. Đại diện các sở ngành đã có ý kiến đóng góp cho huyện Ân Thi thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung rà soát để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ đó làm cơ sở để giải phóng mặt bằng cho các khu cụm công nghiệp, cần quản lý chặt chẽ các diện tích đất nông nghiệp đã được quy hoạch để ngăn chặn người dân thu gom đất hoặc mang cây ăn quả dài ngày ra trồng, gây khó khăn cho giải phóng mặt bằng và tốn kém chi phí bồi thường. Huyện phối hợp với nhà đầu tư lập mặt bằng quy hoạch tổng thể để cùng với đón các doanh nghiệp lớn và các khu cụm công nghiệp thì còn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhỏ đăng ký hoạt động, chú trọng xây dựng khu đô thị, phát triển dịch vụ, bởi trong vài năm tới khi công nghiệp phát triển mạnh thì dân số cư học sẽ tăng cao. Thời điểm này thì Ân Thi đang là một trong những huyện mà có cái điều kiện để phát triển sâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ là một trong những cái huyện phát triển bền vững hơn. Toàn bộ các cái vị trí mà không đủ lớn làm khu cụm công nghiệp thì lập mặt bằng quy hoạch tổng thể để tiếp nhận dự án vào đó. Đồng bộ chúng ta làm từ khu cụm công nghiệp và các cái dự án ngoài khu cụm công nghiệp. Quy hoạch cái quỹ đất nó phải đủ lớn, đất khoảng 100 hecta, có cái khu đô thị mới để huyện Ân Thi sớm lên đô thị, thậm chí lên thị xã. Phải khẩn trương làm các cái khu tái định cư trước. Chứ hiện nay bây giờ thì các cái dự án lớn của tỉnh đi qua đây thì cũng phải giải phóng bằng cái khu đất thổ cư, nhưng mà cái khu tái định cư thì mình chưa làm. Đường Kim Thi 3-16 hộ là cũng phải làm tái định cư. Thế và cái đường Tân Phúc Phúc Phan thì liên quan đến 55 hộ cũng cần phải làm tái định cư. Đối với kiến nghị của huyện về bố trí thêm vị trí công chức chuyên môn cho Ủy ban Nhân dân huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Nam và lãnh đạo Sở Nội vụ có ý kiến nên đào tạo và đào tạo lại đội ngũ công chức để đáp ứng được nhiệm vụ khi huyện chuyển sang phát triển công nghiệp trong tương lai gần. Đối với cái việc giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án, thì nếu như quá trình thực hiện nhiệm vụ mà cần thiết, thì các chí thấy xác định cái số lượng và khối lượng cụ thể thì xem xét lại để đưa nguồn nhân lực ấy, cũng như nguồn thu vào cái Ban Quản lý Dự án để tăng cái vị trí việc làm lên, tăng cường đào tạo cũng như là đào tạo lại cho cán bộ cấp huyện, cấp xã để hướng tới đáp ứng cái quản lý đô thị và công nghiệp. Muốn mà để thích ứng và tiếp nhận nhanh khi có các nhà đầu tư vào, có các dòng lao động vào, thì tư duy của cán bộ cũng phải thay đổi mà hướng tới tư duy công nghiệp, tư duy quản lý đô thị. Với những cái quy mô công nghiệp như vậy thì chắc chắn là sẽ không đáp ứng được đủ cái lao động cần thiết cho các cái nhà máy, xí nghiệp đi vào hoạt động, thì nó sẽ có rất nhiều cái xung đột văn hóa, từ là người nước ngoài, từ là người các cái vùng miền khác và người miền núi về Ân Thi, thì nó sẽ phát sinh ra những nhu cầu là cần chỗ ở, nơi ăn, chỗ ở rồi sinh hoạt hàng ngày, xung đột với cái văn hóa bản địa.
kéo theo tới nhiều cái tích cực nhưng cũng nhiều cái tệ nạn và nhiều cái tiêu cực. Tiến tới là như vậy thì sẽ quản lý được tốt về trật tự an toàn xã hội. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của huyện Ân Thi trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tuy nhiên, Ân Thi có điểm xuất phát thấp, thu nhập chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp, thu ngân sách, thu trên hecta canh tác, thu nhập đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Hộ nghèo, cận nghèo ở Ân Thi cao. Huyện chưa đề ra được các mục tiêu cụ thể để phấn đấu xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025. Để thực hiện việc nhiệm vụ chung theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 của tỉnh, huyện cũng phải bám theo các chương trình nghị quyết này. Về bố cục chung thì ta phải thay đổi một số các nghị quyết. Ân Thi là một huyện có nghĩa là từ trước đến nay là chỉ có tập trung phát triển nông nghiệp. Do vậy các kết quả về kinh tế xã hội rất thấp, có thể là thấp, một trong những huyện thấp nhất tỉnh. Sản phẩm lương thực của chúng ta là 95.000 tấn trên một năm. Của tỉnh đâu còn khoảng gần 500.000, có nghĩa là của chúng ta chiếm 1/5 trên sản lượng lương thực toàn tỉnh. Chủ yếu là nông nghiệp. Và hộ nghèo của chúng ta cũng rất là cao, 4,38 năm 2022 với cái tiêu chí mới. Nhưng tính là 1% nữa năm 2021. Người gần nghèo, người cận nghèo rất nhiều. Tức là đầu tiên theo tiêu chuẩn cũ 10/20 các đồng chí có 1% thôi. Nhưng mà quy ngược sang tính theo tiêu chuẩn mới thì nhảy lên là 4,38, là tập trung phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và phát triển đô thị gắn với nhà công nhân. Phù hợp với tình hình thực tiễn mà. Chúng ta có một lợi thế đó là đường nút giao Tân Phúc này, mà chúng ta có một đường nữa là đường trục trung tâm chạy dọc huyện Ân Thi. Đó là đường Tân Phúc Quang Phan đi qua ba huyện Ân Thi, Phù Cử, Tiên Lý và kết nối với lại Thái Bình. Đường này là 60m. Thì tôi đề nghị thì giải phóng toàn bộ là 60m, nhưng mà làm chỉ 24m, làm hai bên, ở giữa để phân cách đất khoảng đất thừa. Sau này mà tỉnh có điều kiện thì tiếp tục ta lại mở rộng thêm thì ta không phải giải phóng nữa, thì ta phá cái giải phân cách ta lấn vào thôi, thì rất đẹp. Hai là đoạn nào đi qua khu dân cư thì làm vỉa hè, còn đoạn nào chỉ qua các khu công nghiệp thì không cần thiết phải làm vỉa hè. Tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt là phải làm nhanh, có gì tháo gỡ khó khăn thì các ngành lại vào cuộc tích cực, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Đấy là tỉnh hỗ trợ, thì đấy mới là quan điểm phát triển. Thì người ta rất là sòng phẳng, rất là mạch lạc, rất công minh, rất rõ ràng, thông báo rộng rãi. Có thông báo như thế, thời hạn hết được bao nhiêu, hết hiệu lực tự khắc thu hồi. Nhưng mà các doanh nghiệp làm tốt thì tỉnh lại ủng hộ tối đa. Thế là tỉnh và huyện đồng hành chia sẻ với các doanh nghiệp. Và tôi cũng đề nghị các đồng chí phải chia sẻ và đồng hành. Vì chỉ có chia sẻ đồng hành với doanh nghiệp thì huyện mới phát triển được, tỉnh mới phát triển được. Chúng ta phải thay đổi một cái tư duy, một cái tiềm thức. Doanh nghiệp đến, người ta phát triển công nghiệp và nâng cao cái đời sống của nhân dân thì không phải cái doanh nghiệp là cái chỗ mà chúng ta gây khó khăn, cái hải sách, mà chỗ đấy là cái chỗ ủng hộ, và cái chỗ đấy là nhân dân muốn giàu lên thì phải ủng hộ. Đây tôi nói ví dụ nha, Văn Lâm phát triển công nghiệp như vậy, có khoảng 700 doanh nghiệp, có một số các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Thì đời sống GDP của Văn Lâm bình quân là 130 triệu năm 2021. Nhưng mà ở Ân Thi thì có 72 thôi, 72 triệu thôi. Tức là bằng nửa thu nhập bình quân đầu người của huyện Văn Lâm. Đấy, tôi nói ví dụ như thế. Lấy cái nghèo này để phấn đấu, để vươn lên. Nó là điểm yếu, nhưng mà phát đi điểm yếu lại trở thành điểm mạnh. Thì điểm mạnh đó thì thể hiện bằng ý chí, bằng thổi vào hồn của tất cả các cấp lãnh đạo trong huyện, từ cấp huyện đến cấp xã đến thôn, sau đó vào nhân dân. Thì ta phải có thông qua hệ thống truyền thông, tức là thay đổi tư duy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, theo quy hoạch, thời gian tới Ân Thi sẽ có 1.800 hectare đất phục vụ công nghiệp với hàng chục khu cụm công nghiệp. Trong đó, năm 2022 này sẽ giải phóng mặt bằng hơn 400 hectare. Đặc biệt, khi các tuyến đường trọng điểm của tỉnh được thi công, nhất là nút giao đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường Tân Phúc-Võng Phan, thì huyện phải phối hợp với các sở ngành của tỉnh để quy hoạch xây dựng các khu cụm công nghiệp, đô thị, dịch vụ hợp lý, gắn phát triển kinh tế xã hội của Ân Thi với các vùng lân cận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cơ bản nhất trí với 6 đề xuất của huyện và giao cho các sở ngành của tỉnh phối hợp hướng dẫn huyện thực hiện.
Sáng nay, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lê Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2021, Hội đồng phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho trên 1.300 đồng chí thuộc đối tượng theo quy định và hơn 30.000 cán bộ, giáo viên, học sinh, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, năm 2022, dự báo tình hình tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường, đòi hỏi các cấp các ngành bám sát các văn bản chỉ đạo về đường lối chính sách của Đảng Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức về an ninh quốc phòng cho mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện về kiến thức quốc phòng cho học sinh, sinh viên, thường xuyên cập nhật tình hình, làm tài liệu, thông tin kết hợp với tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng trên các hệ thống thông tin đại chúng. Thưa quý vị và các bạn, trong việc bố trí cho F0 điều trị tại nhà thì việc vệ sinh khử khuẩn phòng cách ly và các vật dụng để ngăn chặn sự lây lan của virus là điều hết sức quan trọng. Vậy cần thực hiện các biện pháp gì tránh lây nhiễm cho những người khác trong gia đình? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip sau. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi cách ly F0 tại nhà cần bố trí bộ đồ ăn riêng, nên sử dụng dụng cụ dùng một lần. Đồ ăn thừa cùng dụng cụ dùng một lần, bỏ vào túi đựng rác và để trong phòng riêng trước khi mang đi xử lý. Nếu sử dụng bát đĩa, cần rửa bằng nước nóng và chất tẩy rửa tại phòng riêng. Xử lý đồ vải của F0, tốt nhất là F0 tự giặt quần áo của mình bằng nước nóng, nên giặt riêng đồ của người nhiễm với các thành viên khác trong gia đình. Không rũ đồ bẩn cần giặt để hạn chế nguy cơ phát tán virus qua không khí. Vệ sinh phòng ngủ của F0. Các gia đình không vệ sinh nơi ở của F0 khi không thực sự cần thiết hoặc F0 tự làm để hạn chế tiếp xúc gần với các thành viên khác trong gia đình. Cần làm sạch sàn nhà, tường và bề mặt, sau đó lau bằng dung dịch khử khuẩn rồi lau lại bằng nước sạch. Nên thực hiện như vậy ít nhất một lần một ngày. Trường hợp cần sự chăm sóc thì người chăm sóc phải đeo khẩu trang, mang găng tay để riêng đồ của người nhiễm, tháo găng tay và rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh phòng và xử lý xong đồ của người nhiễm. Trước khi sử dụng dung dịch khử khuẩn, cần đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn sử dụng. Bộ Y tế lưu ý dung dịch đã pha chỉ có hiệu quả sử dụng trong 24 giờ, không sử dụng lại găng tay. Không chạm vào mặt khi đeo găng tay, vì mặt ngoài của găng tay có thể có mầm bệnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Bộ Y tế đã đưa ra những cảnh báo việc lạm dụng các loại thuốc bổ thực phẩm chức năng hay thuốc kháng virus một cách tùy tiện, không có phác đồ và hướng dẫn của bác sĩ có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, song trên thực tế việc sử dụng, mua bán và quảng cáo các mặt hàng này vẫn rất rầm rộ. Và thực tế tâm lý có bệnh thì vái tứ phương của người dân cũng gián tiếp làm cho thị trường trở nên khó kiểm soát. Nhà có 4 F0 đang điều trị. Lo lắng về sức khỏe của cả nhà, nên chị Huế ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên tìm mua thuốc bổ phổi, bổ não, vitamin các loại, tăng cường đề kháng cho cả nhà. Chưa kể chi phí xét nghiệm, test nhanh và thuốc điều trị thông thường, thì riêng các loại thuốc bổ thực phẩm chức năng, chị Huế đã tốn hơn 5 triệu đồng. Nói chung là cháu là chưa tiêm, nó cũng hơi lo lắng, nên là đưa ra hiệu thuốc thì người ta mách cái gì thì mình mua, nói chung là mua thuốc bổ. Chỉ một vài thao tác đơn giản tìm kiếm trên Google hay mạng xã hội, hàng loạt sản phẩm thuốc bổ, thực phẩm chức năng gắn mác hỗ trợ điều trị COVID-19 được hiện ra. Lợi dụng tâm lý F0 đang điều trị hay sau khi khỏi bệnh lo ngại bị hậu COVID, nên các bài quảng cáo xuất hiện một cách công khai và liên tục. Đáng lo hơn khi chính người bán hàng lại đưa ra những hướng dẫn, đơn thuốc dù có thể chưa qua trường lớp đào tạo về y khoa hay dược phẩm nào. Quảng cáo là hàng xách tay, hàng nội địa chính hãng, giá bán cũng mỗi nơi một kiểu. Việc thị trường các loại vật tư y tế, thuốc và thực phẩm chức năng nóng lên làm xuất hiện tình trạng đẩy giá găm hàng. Mới đây,
Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên xử phạt một số đơn vị vi phạm về các hành vi kinh doanh thuốc tân dược không niêm yết giá, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, rất khó để quản lý việc mua bán khi hiện nay tiêu dùng số được đẩy mạnh và các chợ ảo hình thành dày đặc. Cái khó khăn nhất của lực lượng cơ quan chức năng là các cái hộ dân là hiếu kỳ đi mua hàng hóa trôi nổi trên các cái trang mạng, trang Facebook, thì những cái hàng hóa đấy thì khó kiểm soát về cái chất lượng, cái nguồn gốc xuất xứ. Cái vấn đề này thì cũng do cái sự khan hiếm trên thị trường dẫn đến cái giá thành nó đẩy lên cao. Thì chúng tôi cũng khuyến cáo với người dân là nên mua ở những cái cửa hàng đã được cấp GMP, là cái cửa hàng kinh doanh có điều kiện và đã được quản lý của các cơ quan chức năng. Khi giá các loại thuốc điều trị COVID-19 do Việt Nam sản xuất đã được niêm yết bình ổn, thị trường kit test cũng qua thời điểm tăng nóng, thì việc bùng nổ của các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng và sử dụng tràn lan sản phẩm này của người dân không những gây ra nhiều hệ lụy, có thể phản tác dụng cho sức khỏe mà còn khiến cho thị trường trở nên hỗn loạn, khó kiểm soát, dễ dàng xuất hiện các loại hàng giả, hàng nhái, gây ảnh hưởng đến chính người tiêu dùng. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, những năm qua Hội Phụ nữ xã Tân Dân huyện Khoái Châu triển khai hiệu quả mô hình nhà sạch vườn đẹp và là địa phương đầu tiên của tỉnh thực hiện gắn biển cho các gia đình đạt tiêu chí. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà các gia đình tại địa phương đều chủ động cải tạo vườn cây, cổng, hàng rào, bố trí lại khu vực chăn nuôi, hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, duy trì thực hiện phân loại rác ngay tại hộ gia đình, thu gom rác thải nhựa, trồng cây xanh. Đến nay, mô hình được nhân rộng tại 7 trên 7 thôn với 1.500 hộ gia đình được gắn biển đạt các tiêu chí mô hình nhà sạch vườn đẹp. Tỷ lệ thực hiện hiệu quả phân loại và xử lý rác tại hộ gia đình đạt 60%. Xây dựng mô hình đường hoa phụ nữ với tổng chiều dài gần 4 km. Có 300 hộ gia đình trên trục đường liên xã chủ động trồng 300 chậu hoa giấy để làm đẹp cảnh quan. Việc thực hiện thu gom rác thải nhựa, vệ sinh đường làng ngõ xóm được duy trì thường xuyên, nề nếp hàng ngày, hàng tuần. Sau 3 năm triển khai đề án hợp nhất sáp nhập thôn ở một số xã của huyện Kim Động, đến nay các thôn sau sáp nhập đã hoạt động ổn định, hiệu quả. Tháng 12 năm 2019, huyện Kim Động thực hiện sáp nhập 16 thôn để thành lập 8 thôn mới trên địa bàn 2 xã là Đức Hợp và Thọ Vinh. Trong đó, xã Đức Hợp sáp nhập 10 thôn thành 5 thôn, xã Thọ Vinh hợp nhất 6 thôn để hình thành 3 thôn mới. Các thôn được sáp nhập dựa trên các yếu tố về quy mô dân số, vị trí địa lý liền kề. Đồng thời, địa phương cũng thực hiện việc rà soát kỹ lưỡng về các mặt đời sống, cơ sở hạ tầng, đảm bảo đủ điều kiện và yếu tố thiết yếu cho người dân. Nhờ vậy, sau 3 năm hợp nhất, hoạt động của các thôn đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả rõ rệt. Bộ máy tinh gọn, đội ngũ cán bộ ở các thôn đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài chạy qua 9 xã thị trấn của huyện Yên Mỹ có tổng chiều dài 18 km. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân và sự vào cuộc tích cực của chủ đầu tư cùng chính quyền huyện xã nên chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, Liêu Xá là xã đầu tiên hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Dù tuổi cao và dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, song hôm nay, ông Lưu Ngọc Hạc ở thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá đã đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã sớm để nhận tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng nhà nước thu hồi làm đường đi qua diện tích đất nông nghiệp của gia đình ông. Thu hồi này, gia đình nhà tôi có 168m2. Đợt này là đợt hết do cả từ ngày trước nhà nước ban hành cho dụng đất. Đợt này thì chính sách của nhà nước đã hỗ trợ thêm so với các đợt trước thì cái kinh phí nhà nước cho nhiều hơn. Cái này đang là cảm ơn nhà nước. Cái dự kiến về thì để nuôi thân già này mới tăng gia sản xuất, hỗ trợ trẻ thì cho thêm tiền học các cháu học để lấy một cái trình độ, lấy năng lực sau này là phục vụ xã hội. Theo phóng tuyến, dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đi qua thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá 2,9 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng là hơn 5.000m2, trong đó có gần 1.400m2 thuộc đất nông nghiệp của 11 hộ dân. Số còn lại là diện tích đất công điền do xã quản lý và hành lang giao thông. Ủy ban nhân xã đã phối hợp với các ngành đoàn thể, thì đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng với Ban Quân dân chính đảng thôn Liêu Trung thì cũng đã tổ chức đến tận các hộ gia đình tuyên truyền, thì nhân dân cũng ủng hộ đồng tình. Kết quả buổi sáng ngày hôm nay thì đạt 100% là các hộ gia nhận tiền hỗ trợ đền bù.
Theo số liệu của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng Hưng Yên, đơn vị được giao chủ đầu tư dự án này cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn tuyến đã giải phóng mặt bằng được 8,2 km, trong đó huyện Yên Mỹ đã bàn giao được 5,3 km mặt đường cho các đơn vị thi công. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan vừa tiếp tục nhắc lại lời mời người đồng cấp Nga và Ukraine cùng đến nước này để hòa giải trong cuộc điện đàm mới đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có quan hệ tốt với cả Ukraine và Nga và đang tìm cách làm trung gian hòa giải cho hai nước này. Tại cuộc điện đàm, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đạt được đồng thuận về một số vấn đề cần các cuộc hội đàm ở cấp nguyên thủ. Ông Erdogan đề nghị tổ chức hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tại thành phố Istanbul hoặc là Ankara. Cũng trong điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine và tình hình nhân đạo trên thực địa. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là nơi Ngoại trưởng Nga và Ukraine gặp nhau cách đây hơn một tuần để tìm cách tháo ngòi nổ xung đột. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa bỏ phiếu thông qua việc thiết lập quan hệ chính thức với Afghanistan do lực lượng Taliban điều hành. Nghị quyết được thông qua với 14 phiếu ủng hộ và 1 phiếu trắng. Nghị quyết xác định một số lĩnh vực hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo, chính trị và nhân quyền, trong đó có quyền cho phụ nữ, trẻ em và nhà báo ở Afghanistan. Nghị quyết còn đề ra nhiệm vụ mới dài 1 năm cho Phái bộ Chính trị của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan. Nhiệm vụ của Phái bộ Liên Hợp Quốc không chỉ để ứng phó với khủng hoảng kinh tế và nhân đạo trước mắt, mà còn để đạt được mục tiêu bao trùm là hòa bình và ổn định ở Afghanistan. Cơ quan thống kê Eurostat cho biết giá tiêu dùng châu Âu đã tăng cao chưa từng thấy khi Nga bắt đầu trả đũa các lệnh trừng phạt của EU. Theo thống kê, lạm phát giá tiêu dùng tháng 2 ở châu Âu tăng 5,9% so với 0,9% cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng kỷ lục. Theo dữ liệu của Eurostat, lạm phát chỉ giảm ở hai quốc gia thành viên của EU, trong khi tăng đột biến ở 25 nước. Các chuyên gia cảnh báo rằng giá sẽ chỉ tăng lên, và điều này xảy ra khi Nga bắt đầu trả đũa các lệnh trừng phạt của EU để duy trì hoạt động của nền kinh tế nước này. Chính phủ Nhật Bản ngày 17 tháng 3 chính thức quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch trọng điểm với 18 tỉnh, thành phố còn lại vào đúng thời hạn 21 tháng 3 và đồng thời chuyển trọng tâm sang khôi phục kinh tế. Như vậy, từ sau ngày 21 tháng 3, các cơ sở kinh doanh ăn uống tại 18 địa phương sẽ không còn bị giới hạn thời gian mở cửa, được phép cung cấp đồ uống có cồn và không giới hạn số lượng người ngồi chung một bàn là 5 người như trước đó. Bên cạnh đó, các địa điểm tổ chức sự kiện được phép tiếp nhận đủ số người tham gia theo sức chứa, thay vì hạn chế ở mức dưới 20.000 người. Theo Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, quyết định trên sẽ giúp Nhật Bản chính thức bước vào thời kỳ bình thường mới, tập trung khôi phục các hoạt động kinh tế vốn chịu ảnh hưởng bởi các làn sóng lây nhiễm COVID-19. Tại Mỹ, một thiếu niên 13 tuổi điều khiển xe ô tô đã gây tai nạn thảm khốc khi khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Vụ tai nạn diễn ra tại bang Texas tối 15 tháng 3. Điều tra sơ bộ cho thấy chiếc xe bán tải do cậu bé 13 tuổi cầm lái cùng bố mình ngồi bên cạnh đã bị vỡ lốp trước bên trái, khiến nó lao sang làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe của trường đại học Tây Nam, khiến cả hai phương tiện bốc cháy dữ dội. 6 thành viên trong đội golf của trường đại học Tây Nam cùng huấn luyện viên trên xe thiệt mạng. Thiếu niên cầm lái chiếc xe bán tải và người bố ngồi cạnh cũng tử vong. 2 người khác bị thương nặng. Vào thời điểm xảy ra vụ va chạm, cả hai xe đều di chuyển với tốc độ gần 120 km/h. Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho hay, sứ mệnh thăm dò sao hỏa hợp tác giữa Nga với châu Âu đã bị đình chỉ do xung đột trong quan hệ giữa phương Tây với Nga liên quan tới chiến sự tại Ukraine. Kế hoạch đổ bể khi cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos phản ứng với các lệnh trừng phạt của Liên minh châu EU về hành động quân sự của Nga ở Ukraine và rút hơn 100 chuyên gia của mình ở sân bay vũ trụ của châu Âu tại Kourou, Guyana, thuộc Pháp. Sứ mệnh khám phá sao hỏa giữa Nga và châu Âu được lên kế hoạch thực hiện vào tháng 9 năm 2022 với mục đích là triển khai một chiếc xe tự hành trên bề mặt của sao hỏa để khoan vào bề mặt của hành tinh này để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Các bên dự kiến sẽ sử dụng bệ phóng và tàu đổ bộ của Nga cho sứ mệnh này. Trong căn nhà nhỏ ở thành phố Anbat, phía bắc Aleppo, một người nghệ sĩ người Syria mỗi ngày dành hàng giờ đồng hồ để biến những vũ khí chiến tranh thành các tác phẩm nghệ thuật với các họa tiết hoa văn đầy màu sắc. Những tác phẩm của nghệ sĩ Akram được vẽ trên vỏ các trái bom, lựu đạn còn sót lại sau khi rơi xuống đất Syria.
Akram muốn chúng trở nên đẹp hơn cho mắt người chiêm ngưỡng, dù chúng từng là những thứ có thể cướp đi sinh mạng của con người. Người dân Syria sẽ hồi sinh chúng và vẽ lên, trang trí như một cách thể hiện thông điệp yêu thương tới cuộc sống. Nghệ sĩ Akram cho biết, người dân Syria chỉ mong muốn một cuộc sống không có chiến tranh. Hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.